Người trong video hôm nay thì Cương Bích sẽ chia sẻ cho các bạn cách xuất data từ chatbot sang cái chat viewer ra Google Sheet. Ở đây thì cái này thì đợt trước thì mình có làm video nhưng mà nó thông qua Yahoo hay là bên những cái thằng khác ấy, thì nó khá là phức tạp. Thì bây giờ thì chat viewer đã nâng cấp một cái tính năng nó giúp cho mọi người có thể xuất cái data của khách hàng nhập ra một cái file Excel chẳng hạn như thế này, thì nó rất là tiện nên là mình đã làm cái video này để hướng dẫn cho mọi người chi tiết, bởi vì là bản thân mình thì trong quá trình dùng thì vẫn bị lỗi nên mình không muốn là mọi người mất thời gian vì cái lỗi vớ vẩn đó. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ nói về cái chuyện là ứng dụng nó như thế nào. Thì cái điều đầu tiên mà mọi người phải nhớ được đó là chúng ta cần phải đề phòng rủi ro về dữ liệu. Thực chất là nếu chúng ta làm chatbot thì cái rủi ro nó khá là cao, vì nếu mà chúng ta bị mất nick Facebook chẳng hạn thì chúng ta không thể vào chat viewer được, và cái đám data trong đó nếu chúng ta không xuất ra hoặc là không dùng cái phần mềm để kết nối trước đó thì không thể lấy ra được. Nên là cái lời khuyên là mọi người nên có ít nhất là hai quản trị giống như ở fanpage, để ông này bị thì ông kia còn còn vào được. Cho nên nhiều khi mình thấy muốn vào để sửa nhưng mà không có được thì nó rất là không hay. Và Facebook cũng như vậy, nếu như chúng ta dùng chatbot, chúng ta quá spam, chúng ta vi phạm chính sách thì cái rủi ro mà nó khóa hoặc là này nọ rất là cao, đúng không? Nên là chúng ta phải đề phòng cái rủi ro đó. Cái tiếp theo đó là chúng ta sẽ quản lý cái thông tin khách hàng thuận tiện hơn. Bởi vì là bây giờ khách để lại email trong bot chẳng hạn mà chúng ta không có phần mềm để trích xuất ra ngoài á, thì mình thấy nó rất là phí, cho dù nó lưu trong dữ liệu thật. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái bản mà trả phí thì mình không có nói, thì chúng ta có thể truy xuất vào nó dễ dàng. Đó, thì nó không có sao, nhưng mà đối với những người mà cái bản nó không phải là trả phí á thì chúng ta không thể truy xuất như vậy được. Đây, nên là chúng ta sẽ có cái quản lý thông tin khách hàng thuận tiện. Chúng ta có thể quản lý từ họ, tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ, mua hàng, rất là nhiều, rất là thoải mái. Cái tiếp theo nữa là chúng ta có thể ứng dụng trong email marketing. Với cái danh sách Excel ở đây chẳng hạn thì chúng ta có thể dùng cái công cụ ở đây, thì mình không không có cái hướng dẫn cụ thể cho cái đó, nhưng mà mình sẽ để cái link ở dưới cái bài này nhé. Đó là nó với cái Excel này thì chúng ta có thể gửi email những người này với cái chào theo họ tên, theo first name đây nhé, chào theo đúng họ tên và theo cái nội dung mình nó sẽ mong muốn tùy biến được. Đây thì mình không không có cái này ở đây, mình sẽ làm ở một cái video khác, mình sẽ bỏ ở dưới link, hoặc là mọi người quan tâm thì chúng ta cứ inbox mình, nhớ inbox vào fanpage nhé, hoặc là chúng ta có thể comment ở trên cộng đồng chatbot marketing. Rồi ok, thì ứng dụng thì như vậy rồi. Bây giờ chúng ta cách làm như thế nào? Thì cái đầu tiên mọi người cần phải làm đó là xác định giá trị cần lưu. Thì nó có hai loại giá trị, tức là có sẵn và thứ hai là chúng ta phải tự thêm vào. Ví dụ như giá trị như thế này, nó có sẵn này. Chúng ta nhìn cái bảng của mình ở đây thì chúng ta thấy cái giá trị này là giá trị có sẵn. Ví dụ đây là chúng ta để lại là một khi mà mọi người đăng ký live stream chẳng hạn. Thì đây, đây tôi sẽ gửi cho bạn chẳng hạn. Ví dụ như cái first name này là có sẵn này. Được chưa? Đấy. Cái này thì mạng nó hơi đơ một chút nên mọi người không có nhìn rõ, nhưng mà cái email á thì hệ thống nó không có sẵn. Và chúng ta phải tạo một cái trường để chúng ta lấy. Đây, ví dụ như là đây mọi người thấy những cái mà tím tím này là có sẵn, ví dụ như ID chat field này, feed name này, link họ kích vào này, cái nút họ ấn vào sau cùng này, đúng không? Còn những cái giá trị nó không có sẵn như là cái email này chẳng hạn này thì bắt buộc là chúng ta phải thêm vào. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, mọi người có thể theo dõi cách mình thêm chẳng hạn. Nhiều khi đây là đăng ký livestream thì mình có hai hướng, một là không có email và có email. Thì nếu như mà nó khi các bạn mà không có email á, đây là không có email thì hệ thống nó sẽ xin email. Đấy, và đã lấy tính năng get email của chatbot luôn. Còn nếu trường hợp mà có email rồi á, đây thì nó sẽ báo là hệ thống đã xác nhận, đã nhận là bạn đã đăng ký với email trước đó rồi. Thì nếu bạn
Đúng thì bác hãy xác nhận. Đấy. Thì nó sẽ nhảy qua xác nhận ở đây. Và tôi đã chờ ở đây rồi, tôi sẽ xuất ra. Ngoài ra thì tôi còn có rất là nhiều trường mà chúng ta cần thêm vào nữa. Ví dụ như là ở Hà Nội theo phân theo khu vực hoặc là phân theo sản phẩm chẳng hạn. Đấy, ví dụ như ở đây chẳng hạn. Chúng ta có thể là những cái đây là những cái trường mọi người thấy này, ví dụ trường khu vực này. Đó. Đó, ví dụ như Hà Nội, Hồ Chí Minh chẳng hạn thì nó cũng sẽ tự động nó xuất ra. Chúng ta muốn xuất cái gì thôi thì bắt buộc là chúng ta đã phải có ý đồ trong đầu để chúng ta làm cái đó. Đấy, ví dụ vậy. Hoặc là ví dụ ở đây có một con bot của khách hàng chẳng hạn, nó đang làm giờ. Thì chúng ta thấy là cái trường mà chúng ta muốn lưu này, đây ví dụ như mình đã có cái chế độ lưu đây là cho một bên mắt kính thì người ta cần phân loại độ cận. Và hệ thống nó sẽ mình sẽ đặt cái trường là mức độ cận này. Đấy, và hệ thống nó ghi nhận là ai bị cận mức độ nào. Và như vậy thì nó sẽ xuất cái data ấy ra cho mọi người. Và lần sau chúng ta chăm sóc khách hàng thì chúng ta gọi đến, à xin chào Cương Bích, mày bị cận ngừng này đúng không? Ok. Thì nó sẽ biết, hoặc là nếu mà chúng ta quan tâm sản phẩm gì đó chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể gắn thẻ. Đó là cái cách mà chúng ta gắn thẻ thêm. Rồi, sau khi chúng ta đã có những cái giá trị là có sẵn và tự thêm rồi, được chưa? Thì chúng ta hãy kết nối với email. Cái có sẵn với tự thêm này thì tự thêm này chúng ta có thể xem lại cái video phân loại khách hàng với chatbot nhé. Chúng ta có thể ở đây và chúng ta xem lại các bài viết ở bài ghim này. Mình đã viết rất là nhiều bài cho mọi người ở đây rồi. Được chưa? Đấy, rất là nhiều bài rồi. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Bây giờ chúng ta sẽ ví dụ chúng ta muốn lấy cái data ở đây đúng không? Đấy nhá. Chúng ta sẽ thử nghiệm nhá. À, không rồi, đây. Bây giờ cái này mình làm vào cho nó nhanh để mất thời gian của mọi người. Đây. Ví dụ mọi người nhìn cái chỗ này chẳng hạn thì mình đang lấy bot ở phần chỗ này. Sau khi mà xác nhận đăng ký live stream thành công thì hệ thống nó sẽ đẩy được email. Đấy, chúng ta chỉ việc là thêm một dấu cộng. Ấn vào nút này. Quá dễ phải không nào? Rồi, chúng ta kết nối với cái Google. Nhưng cái này cái chỗ này mọi người rất là dễ bị sai này, mọi người lưu ý nhé. Chúng ta sẽ chọn cái con mà cái con email á mà mình đang sử dụng ở cái nick chính cái này thì nó mới hoạt động. Mình thấy là dùng các con khác thì nó không hoạt động. Ví dụ như ở đây chẳng hạn thì cái con mình đang dùng chẳng hạn là cái con này chẳng hạn. Đây đây chẳng hạn. Ok, ví dụ vậy. Đấy. Được chưa? Đấy, và mình sẽ cần các cái giá trị mình muốn. Ví dụ mình muốn là muốn biết là họ tên gì chẳng hạn. Được này, được chưa? Rồi. Rồi mình muốn biết là cái ảnh của họ chẳng hạn. Đúng chưa? Rồi mình muốn biết là cái khu vực của họ sống nếu có chẳng hạn. Cái này tùy vào mà gắn thẻ nhá. Rồi mình muốn biết email của họ chẳng hạn. Rồi mình sẽ thử nghiệm nhá. Đây thì hệ thống nó sẽ báo là tôi sẽ gửi email cho cái email này. Đó. Như vậy. Chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Đây này. Đấy. Sumo này. Click nó xem xung rồi xem full lịch này. Cái link nó ấn vào là xác nhận live stream này. Đấy. Cái blog này. Cái RSS là xác nhận đăng ký live stream này. Đấy. Nó lưu ra như vậy. Và cái này tương tự chúng ta đã lưu hai sheet đúng không? Này nếu là nếu mà chúng ta không có một cái hệ thống thì nó sẽ bị hơi bị trùng nhá mọi người nhé. Chúng ta làm Excel thì đành phải như vậy thì chúng ta phải tiến hành lọc trùng thôi. Còn nếu mà chúng ta bên mình cũng muốn đang muốn phát triển một cái hệ thống cái CIM để chúng ta quản lý cái đống data này nó hiệu quả hơn. Đây, chúng ta sẽ biết được. Nhiều chẳng hạn như vậy. Không, chúng ta sẽ xem nhá. Ồ, đây là ảnh của mình luôn. Nên còn biết là ông nào đúng không? Ok. Thì như vậy thì cái video hướng dẫn cho mọi người xuất data từ chatbot đến đây xin phép được kết thúc. Và chúng ta có khó khăn gì thì mọi người hãy cứ comment ở bên dưới nhá. Thì mình sẽ giải quyết
luôn và ngay cho mọi người. Chúc mọi người thành công với chatbot.